ca hát để anh được mơ như anh vẫn đã từng mơ, sẽ có chúng ta ở trong bức tranh. Em đừng có nghĩ là mọi thứ ở đây là anh chỉ là nhất thời hay là chỉ là một cái gì đấy. Ok. Ghê, cảm ơn anh. Không, thật sự những cái từ khóa của em anh thật sự đúng là anh tưởng là anh luôn á. Không, nó vô tình hơn à. Nhưng mà thế cuộc sống mình hơi rất là khá là giống nhau. Rồi. Anh muốn hỏi em cái từ debut hụt. Đó là em, gì vậy? Em biết ngay là anh sẽ hỏi từ khóa đó. Tại vì nó khá là nhạy cảm với anh đúng không? Đúng rồi, nó là một vết đau trong lòng của anh. Thì em có theo dõi mọi người mà. À, dạ. Cảm ơn em. Thì cái từ này em không có nói về anh đâu, nên là anh đừng có... Lại tổn thương nữa. Ảo tưởng này con, ảo tưởng này con. Em xoa dịu. Xoa dịu khỏi nỗi đau để đi với hụt hụt nhưng mà lại ném thẳng nỗi đau. Đang hy vọng cái gì đấy nhen nhói. Cái từ khóa này thì nó rất là ý nghĩa đối với em. Theo như mọi người cũng hay biết, giống như hồi nãy Mượn có nhắc là em là thành viên của nhóm Usagi. Thì cái dự án nhóm nhạc nữ đó thì nó đã không được thực hiện tiếp tục cách đây hơn một năm rồi ạ. Và sau gần 3 năm tụi em cùng nhau thực tập, tụi em cùng nhau luyện tập. Và thật sự là nhóm Musagi chưa được ra mắt chính thức một lần nào cả. Nhưng mà cái lần mà debut hụt nó rất là nhiều ạ. Nó lên đến 4 đến 5 lần và tụi em cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng. Sếp của em thì có cho em một cái lời khuyên đó là sau bao nhiêu thời gian mà em đã cố gắng vì nhóm thì em xứng đáng có một cái cơ hội được ra mắt với lại tư cách là ca sĩ solo. Và em cũng rất là may mắn. Thì lúc đó em được tất cả những chị em còn lại trong nhóm cũng rất là ủng hộ em. Mọi người cũng đến bây giờ vẫn còn rất là yêu thương nhau. Có nghĩa là không làm việc cùng với nhau nữa thôi. Thông qua cái từ khóa này thì em cũng mong là khán giả sẽ biết đến em với tư cách là ca sĩ solo. Và em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình, gửi đến cho tất cả các khán giả những sản phẩm chất lượng nhất. Và anh chỉ mới là debut hụt một lần thôi mà anh đã kiểu thấm cái nỗi đau đấy nó như nào rồi. Mà kiểu em thì lại những 4-5 lần thì anh biết là nó sẽ rất là khổ sở đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cứ cho mình cơ hội xong rồi lấy nó đi, cho mình cơ hội lấy nó đi. Nhưng mà anh thấy đến bây giờ em vẫn bước chân lên đây, em chứng minh mình có đủ khả năng để làm một người nghệ sĩ solo giống như anh đang thực hiện, thì thật sự anh rất là khâm phục em. Dạ cảm ơn anh. Và có một cái điều mà em cũng rất là muốn chia sẻ. Thì em có xem qua cái tập phát sóng của anh Minty. Tập mà anh khóc hả em? Em thật ra thì em thấy đa số khán giả trách anh là tại sao anh lại chọn sự nghiệp đúng không? Và em nghĩ là em cũng từng là một thực tập sinh. Anh còn là một thực tập sinh của một công ty Hàn Quốc nữa. Nên là em rất là hiểu những cái khó khăn mà anh thực sự phải chịu đựng trong cái khoảng thời gian đó. Em nghĩ là cái lựa chọn sự nghiệp đó nó là một cái sự lựa chọn duy nhất, chứ anh không có được quyền lựa chọn. Nên là em mong là thời gian tới thì anh sẽ đủ mạnh mẽ để chứng minh cho mọi người thấy là yeah, cố lên. Cảm ơn nha Phú Thịnh. Minty ơi, chị hỏi thiệt cái này không phải nhấn vào nỗi đau của em chứ, trước giờ á, từ cái tập phát sóng đầu tiên mà vốn dĩ từ tập đó tới bây giờ em nhận được rất nhiều gạch đá, trong rất nhiều những bình luận đôi khi hơi ác ý, có ai nói rằng là thông cảm cho Minty và hiểu những cái nỗi vất vả của em khi mà em phải từ bỏ tình cảm của mình thanh xuân năm đó không? Thì mọi người cứ nói em là thôi đừng đọc, nhưng mà kiểu tính em cứ hay tò mò á, sau thì em đọc rất nhiều, gần như là em không bỏ sót một bình luận nào luôn. Đọc xong thì thật sự mọi người cứ nghĩ là em không sao, rồi em cố gắng tỏ ra như vậy thôi, nhưng thật sự là có ai bị chửi mà vui đâu ạ. Nhưng mà kiểu hôm nay Honey nói ra những cái điều mà cảm giác có người hiểu cho mình, thật sự em rất là vui. Thật ra thì ngoài em còn có rất là nhiều người hiểu anh mà. Cảm ơn em. Một, hai người hiểu mình nhưng mà mình cảm thấy rất là ấm áp. Em có cảm thấy là em cần chỉ cần một người hiểu em trên cái chặng đường solo sắp tới cũng rất là gian khổ không? Thật ra thì nói là chỉ cần một người hiểu thì nó cũng không phải. Nhưng mà
em rất là trân trọng những cái người mà bên cạnh em những cái lúc mà em khó khăn, và những cái điều đó nó rất là quý giá. Dù sao thì có nhiều người yêu quý mình vẫn tốt hơn. Thật sự thì chắc em nghĩ là những cái lúc nãy em có nói là cảm xúc của anh bây giờ giống như kiểu là không biết là nó nhất thời hay không, đúng không? Thì anh nghĩ là anh không hối hận với quyết định của anh bây giờ đâu. Tại vì lâu lắm rồi, thật sự anh nói thật luôn là lâu lắm rồi tim anh nó mới đập nhanh đến như vậy, và nó cảm giác là muốn ôm chầm lấy em, muốn bảo vệ em ấy. Cho nên là anh nghĩ là anh sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu. Còn em thì sao? Thì em thấy kiểu em không biết là mình có đang làm đúng hay không ấy. Tại vì em đến đây vì một người mà em lại ra về một người khác ấy. Hy vọng em vẫn giữ riêng em, chẳng đánh rơi phút nào. Hy vọng em vẫn giữ đây cả giấc mơ dù đớn đau. Hy vọng anh giờ đây có chút yên vui, ngập nắng trên con đường. Nhìn anh này. Hy vọng anh còn mong chút ký ức về em, chỉ thế thôi. Lúc nãy em nói là em giống như một quả trứng này đúng không? Dạ. Anh có thể rơi xuống và em vỡ. Nhưng bây giờ anh muốn anh là cái tấm giáp của cái quả trứng này cho em, không để ai làm tổn thương em nữa. Thì em không biết là em có thể cho anh cơ hội không? Anh có thật sự chắc đây là cái tình cảm giữa nam và nữ không? Em nhìn thẳng vào mắt anh rồi. Tại vì em sợ là anh chị đang bị rung động bởi những cái sự đồng cảm mà em chia sẻ. Sự đồng cảm nó cũng có thể là sự tình yêu mà em. Nó là một cái tình yêu mà. Đối với anh bây giờ, anh không đứng đối với em vì anh thương hại em. Anh đứng đây với em với tư cách là một người đàn ông muốn bảo vệ cái người phụ nữ mà mình muốn bảo vệ. Ra thì cái mục đích của những cái cô gái lên đây thì cũng chỉ là muốn tìm cho mình một cái mối tình. Và em cũng vậy. Và em nghĩ là em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Không sao mà. Anh có cảm thấy không nặng nề về vấn đề đó không? Không, thật sự anh không suy nghĩ về vấn đề luôn. Anh còn mong là trời lúc đấy mà Hương mà chịu ra về với em thì anh vẫn chúc em hạnh phúc, vẫn vui. Nhưng mà cảm giác như là lâu lắm bọn anh mới tìm được một người mà hiểu mình, mà cảm giác như là gần như kiểu hiểu mình lắm, mà kiểu như anh muốn làm tri kỷ luôn á. Mà may quá, cuối cùng bây giờ mình vẫn được ra về chung với nhau. Cho nên là anh không có vấn đề. Đấy là cái chuyện đó, nó xảy ra xong rồi. Và bây giờ tiếp theo mình làm những cái gì tiếp theo nó mới là quan trọng. Thì khi mà cô gái nào đến đây ấy, thì cũng mong là mình có một cái cơ hội để mà mình tìm được một cái tình yêu ấy. Em thì cũng vậy thôi. Em thì cũng mong là mình sẽ thật sự tìm được một cái người mà có thể hiểu em, có thể bao dung em và yêu thương em thật là nhiều. Và cái chuyện tương lai thì em không biết nó như thế nào, không biết là mình sẽ tìm hiểu nhau đến đâu. Nhưng mà hiện tại anh là người mà để cho em một cái cơ hội thì không việc gì em phải từ chối nó cả. Vậy thì em mong là sau này mình sẽ tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc. Ok. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Không có gì đâu mà cảm ơn. Tải ngay app hẹn hò Wow Day để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn vũ.